lạnh quá, đi ra ngoài đường lạnh quá chịu không nổi, đi lên đi anh. Rồi ra ngoài. Ok. Anh Phương tội nghiệp, ở bên Cali mà bên này nó cũng mới gì nó cũng lạnh á, nhưng mà nó không bằng bên này đâu. Bên này ở bên này cái tiểu bang này là được mệnh danh là cái tủ đông của nước Mỹ mà, cho nên vì nó lạnh kinh khủng luôn. Ở đây là chưa có tuyết á, mà nó âm 10 độ rồi đấy, bữa nào nó xuống tuyết nữa rồi nó dứt tuyết là coi như là âm bình thường, âm mà âm đôi xe khoảng 30 40 độ là chuyện bình thường bên này. Có chứ, ở cái xứ này trực tiếp bình thường mà, nhưng mà có điều không ai dám đi đó. Tao mà đi là tao lỡ tao có gãy cẳng là chết cha luôn à. đúng, bây giờ đi máy bay không đi đi chim vậy mà. Ok thì cái kỳ này á mình đi mình bận là bạn thì mình lo cái vấn đề giấy tờ của mình á, và cho nên vì chỗ đó thành ra cái nó xong xuôi hết rồi. Cái về chuyến sau là bắt đầu mình thảnh thơi đó, chuyến sau là mình phải mình rộng rãi và mình thảnh 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 thơi đó, là bởi vì mình không còn gì phải lo nữa. Mình đi về mình đi du lịch luôn, mình đi xách xe mô tô, mình đi phượt á, mình đi chỗ này chỗ kia có lý rồi đương nhiên. Còn kỳ rồi đi thì mình đi mình sợ sợ là cái chỗ khi người ta cảm thấy người ta kêu yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc là lên cái này đại khái lên cái kia vậy đó, mình không có mặt là không được, nên ra mình không đi được. Hello, chào anh nghe anh nghe rõ không? Nghe tốt rồi. Ok anh. Cả đêm ngủ không được không ơi? Tao ta lúc nào tao đi làm hết tôi ngủ Không ngủ được thì chắc cũng dễ không hiểu ngủ thôi. được. Đúng rồi. Rồi, mình hiểu rõ mà. Nhưng mà cái điều quan trọng là nhớ Việt Nam quá ông ơi. Nhớ buổi chiều và những cái cơn mưa đó, chiều những cái lúc mà buổi Nó đang chiều mưa hả? nó mưa. Nó mưa mà nó mưa ngắn lắm anh ơi, nó không có mưa nhiều đâu, nó mưa 5 10 phút xong nó tắt. Ok. Mưa rào ấy. Những cơn mưa rồi những cái tiệm ăn quán phở con người, cái ngày tôi đi bắt cái bà bán hủ tiếu gõ, bà chạy qua bà mừng rỡ, bà nói đi đó nhớ về sớm sớm nha. Thấy thương đâu, nó mộc mạc lắm nhưng mà nó làm cho mình cảm động anh ơi. Người cái mấy cô bé mà bán phở mà chỗ tôi với đang thợ mở lý xin đó, bác ơi bác đi bác về sớm sớm nha, bác về chở bác tại bác bỏ tụi con này kia cười cho tao không tao đi tao về mà lo gì cười. Tiếu nói chung là mình thực sự là mình xúc động là những cái chuyện mà thực sự là nó đời thường lắm anh, nó đời thường nhưng mà nó làm cho mình cảm động. Thời tiết bên đó sao anh? Anh bữa nay lạnh, nó không có đổ tuyết mà nó nếu độ C nó âm 10 độ rồi đó. Tại vì nó không có tuyết thì thử nó mới lạnh vậy đó. Mai mốt có đổ tuyết thôi nó lạnh hơn, nó bớt lạnh chút. Thành ra Bên đó rồi anh về đến chỗ anh là mấy giờ giờ Mỹ vậy? đúng là 6 giờ anh, 6 giờ 6 giờ Sáng chiều, rồi hả? 6 giờ. Mày 6 giờ sáng chứ, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Nó đi nó bay một đoạn đường quá dài từ Taiwan cho đến lên tới San Francisco, nó đi 17 18 tiếng lận. Thì trên đó nó cho nó cho tôi 2 lần ăn cơm mà tôi ăn không có vô, tôi lên tôi múc về múc tôi bỏ vô tôi chê. Thức ăn máy bay anh, thức ăn máy bay cái thằng thì máy bay mà nó đi ngang Đài Loan như vậy là chắc là máy bay China của Airlines. China China Airlines. Airlines, Nó thức ăn được không? yeah. Tụi nó khen là ngon á, đại Đấy, khái là trong cái đám hàng không quay là coi như nó đấy, là được là số 1 mà nó là nhất á. Mà ăn sao của nó thức ăn. tôi ăn tôi không nuốt vô làm sao mì sao được cá lóc nướng chui anh. Trời, thức ăn Mì Việt sao Nam được heo đúng quay rồi, làm sao mì được cái làm sao đúng mì được rồi, cái phở anh. đúng Thành ra rồi, mình đó mình ăn gì ngày lớn lỡ rồi lỡ ăn ngon quá rồi cho nên ra đúng mình rồi, về về lỡ ăn ngon quá cho nên mình đâu về mình sắp mình chán. đúng Ê, rồi, nhưng mà ở Mỹ mà về Việt Nam thì nuốt tuốt đúng hết rồi, á.
cái gì là đúng rồi, nó bỏ vô Mỹ là được thuốc đó, vô hết. nhưng mà từ từ Việt Nam mà rỡ ngược qua nó khó nuốt lắm, nuốt Mà vô anh vô cái nó ngừng đâu chỗ ngừng chỗ này, này. nó ngừng chỗ này phải đúng rồi đó, nó không chịu xuống cái lượng vậy khổ gì. Bay đông anh, máy bay bay từ Việt Nam, đi từ Việt Nam ra, đi từ Việt Nam ra Cái đó cũng là China Airlines, nhưng mà China Airlines hiện giờ nó là có một cái liên minh, nó gọi là liên minh với lại China Airlines là liên minh, thì cũng là công ty luôn của Việt Nam Airlines. Mà đông anh, máy bay đầy không? Dạ đúng, cũng đầy, cũng ngày cũng đầy. Nói chung là thì nếu mà về Việt Nam thì tôi nghĩ là hầu như là cái máy bay nào cũng đầy hết. Nó thẳng mà nếu mà ở các quốc gia khác chứ không riêng gì Mỹ. Từ giờ trở đi, mà từ giờ trở đi ra là mấy kinh rồi, rất là Dạ. từ giờ đi rất là đông. Thấy tôi ngày hôm nay là ở dưới mình là mới Thanksgiving xong, ngày hôm qua là Thanksgiving xong và ngày hôm nay là Black Friday này, không có Rồi. không biết là bên đó là người ta chợ búa thế nào, bên này trời mưa hôm nay ngày tối ngày hôm qua nó mưa, hôm nay sáng nó lạnh lạnh, trời sạch sẽ lại chút, không biết anh em đồng bào thì shopping nó làm sao. Tôi biết chứ, tôi biết nhưng mà tôi không dám đi. Ai Tôi đâu có nó ngu chung vô, tôi đâu có chung ngu gì chung vô mấy cái chỗ mà đâu có mua gì đâu anh, đông đảo, không có mua gì đâu, trong này không đâu có có mua mua gì gì đâu. hết, mệt, không có mua gì hết. Đó cho nên vì cái đó là cũng kể lể cho anh nghe, tôi biết cái bữa nay mấy đứa con thì nó cũng đã kêu tôi làm tại nhà rồi bố bố bố, bố qua. Tôi nhờ từ đây lái xe nhà đó. Hôm qua tối hôm qua đó, nhưng mà mình mới đi về nó mệt quá, mình đi về đúng ngày lễ. Cho nên vì đó nó chưa thở thở không ra hơi, và nó kêu ba xuống với con rồi, cái ta nó con bố bố không có đi được thôi. Bữa nay thì để mình đi vòng vòng ra qua làm sao thử, làm sao đi vòng vòng đây Xe còn nổ không? đó, xe còn nổ, nổ anh xe còn nổ, Xe để có đâu hết remote này bình? là con mà để lâu không Đâu hết có. bình? Tôi dặn mấy đứa nhỏ là coi như là cứ con lấy con chạy cho ba, coi như là cứ hết chiếc này tới chiếc kia đi, cứ để cho nó khỏi cái chết bệnh, nó kêu nó ok. À, thế Đi đến thì bình, bao anh đi đến nơi về anh trốn, sức khỏe vậy là tốt rồi, giỏi rồi đó. đó thì cái này thì em tôi cũng nói với anh rồi, cứ làm mở cái like bữa bắt đầu từ ngày đầu tiên đặt chân nước Mỹ, rồi cái lỡ cái ba like đầu tiên là thứ nhất là coi như là để cảm ơn tất cả những người thương mình, anh hiểu tôi nói không, bởi vì tôi ở ở Việt Nam cũng là khá là lâu thì cũng có nhiều rất là nhiều con cháu, rất là nhiều con cháu thương mình, chính vì cái chỗ đó cho nên ra mình lên lên một cái like để mình cảm ơn tất cả những người nghĩ tới mình, rồi mình báo cáo với họ là mình về nước Mỹ bình yên, sức khỏe tốt, đơn giản rồi, và mình hẹn tất cả mọi người là mình phải trở về Việt Nam nơi chung với nhau các rúng của mình một thời gian sớm nhất, và có thể là tôi về cùng anh sao, ý cùng anh sao. Anh về Việt Nam chung á, gặp anh em kỳ này gặp nhau Tết á, để mình ghi tên đi dự Tết Không được rồi, Tết thì Tết không nổi rồi, ok nhưng mà nếu tôi gặp anh ở Việt Nam là bây giờ tôi không tha cho anh, ok tôi là gặp ông tôi là có hộ khẩu Việt Nam, anh anh là đâu khách vãng lai, là tôi lấy sợi dây tôi cột cái chân anh vô cái chân tôi dính luôn, là coi như là đi đâu cũng phải có tôi, không có tôi đâu được từ giờ đó, giờ nó vui vậy thôi chứ giờ trở đi mà tôi về Việt Nam ai hỏi tôi ở đâu rồi tôi nói ok tôi về dưới chợ của chấp chợ đó, hỏi ai đấy ai nói ở ấy ông Cảm. ở với ông Cầm á, hỏi ông là Ừ, ai, nói có chết rồi. ông là ông người Việt kiều ở đây, bây giờ ông về lại đây ông phục hồi công dân quyền của ông rồi, bây giờ ông có cái xe hơi ông có cái xe xe Honda ông chở tôi đi chơi đó, có bằng lái xe rồi đó chứ không phải lái xe lậu như ngày xưa nữa. Ừ. Nó bất tiện ở chỗ là em biết không, đầu tiên tôi về tôi cũng tính là ấy, nhưng mà tôi nghĩ là không, rồi mà đi xe ráp á, đồng ý thấy nó rẻ tiền như vậy, và đi theo kiểu tôi là tiền ráp thì không nổi đâu, Đi một ngày một nhiều cả triệu quá, bạc á, cái đi đi nhiều nhiều quá, đi chỗ này đi chỗ kia vòng 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 á, vậy là nhưng mà ráp thì mình bị thụ động là mình không có chủ động được, anh hiểu không, mình muốn đi mình phải gọi nó là mình phải chờ, còn mình đó là thích là leo lên xe giọt, thích là leo lên hiểu xe giọt hiểu quá đó, vậy rồi, đó nhưng mà chứ hồi đó là gì là đi xe lậu, bởi à, hồi bởi đó vì không hồi à, bởi vì hồi đó mà anh chở tôi đi tôi rất là sợ, tôi không biết là cái giờ cảnh sát mà họ chặn lại là bị ăn nói anh sao với người ta ta Ê, chắc là nó vô mặt già để thấy không thương nó không rồi. không không
mày mày Tôi mày 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 cứ băn khoăn chỗ chứ chạy đại, thực tế tôi đi cũng chưa có rành luyện đề hiểu nhưng mà bây giờ là ngon cơm rồi, bây giờ có chính chủ rồi, có tên rồi, có bản số rồi, đầy đủ rồi, người ngon lành đầy đủ, thậm chí người trong nước chưa chắc đầy đủ bằng tôi đó. Anh biết sao, họ mua cái xe họ không có thèm sang tên, gọi là biếng á, họ không là cái giấy tờ nó nhiêu khê rắc rối, tao mẹ để cha nó đi rồi sao, có nhiều người không có không tên đâu, tôi đầy đủ, tôi làm hết anh rồi, ngon tôi nói chung là có nghĩa là mình lớn tuổi rồi mình muốn làm cho cái gì nó cũng chín chắn ừ. nè, chứ không phải gì lỡ sau này lỡ mình già rồi nó hỏi mình Đúng ao ớ mình không biết trả lời là sao đúng đấy đâu á, thôi khổ vậy. bởi vậy đó là mình á được nghe là mình về giờ chưa bao giờ có một người cảnh sát nào chặn lại mình hỏi cái này cái kia, nhưng mà tôi nhớ Rồi. là cái lần đầu lần gần đây nhất mà anh chở tôi đi bằng cái xe máy của anh á, bây giờ À. nó mới không biết bây giờ cảnh sát nó chặn lại nó hỏi bây giờ tôi coi giấy tờ của ông thì bây giờ tôi trả lời làm sao, bạn biết nó hỏi bằng cái xe của ông bây giờ Mình biết nó hỏi sao. cứ ơ riết à, được hả? Ơ cười. Đó, được. Được rồi, nói chung thì Việt Nam anh, vui. Việt Nam có người anh ơi. Người có cảnh quan à, có những cái mình còn thảo nào ở xứ người không bao giờ có được, ví dụ như anh biết cái chỗ tôi ở, cứ sáng ra gọi là mấy ông ơi uống cà phê chưa, rồi lũ lượt nhau rồi có mấy ông già đi vô quán cà phê toàn là nói chuyện trên trời thượng vàng hạ cám, đâu cũng có lôi ra nói chuyện vui lắm, cả tiếng đồng hồ sao bắt đầu mới về đó, rồi xong rồi rủ nhau đi ăn phở, rồi rủ nhau đi ăn môi đọt thay đổi món, ông này chỗ kia tôi biết chỗ này ngon mà. Ê, trước khi về được hưởng cái bì tàu, anh biết cái bì tàu mà cái bì ngày xưa mà mình ăn mà nó có cái xe, xong rồi cái xe đó có vẽ mấy ông quan công là mày nhớ không, Ok, xe mì. xe bì đó, xe Đi của tàu là tiếng gióc ngon lắm á, anh. ngon cực, mới ngon cực kỳ luôn, có nghĩa là tôi trước khi về Mỹ tôi ăn được 2 lần ngon đó, có cái người có các bạn hàng xóm chở tôi đi giới thiệu tôi biết đồ ngon lành, nói chung là Mấy cái mì của người Hoa đấy. Mà cái mì gì á mà nó có tên là ký 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 á, rất là ngon. hải ký bị Đại hải ký, ký đủ hải loại ký ký, nó đủ. Không hiểu chữ ký là nó ở đâu nó ra. Nhưng à mà cái chị mà ký 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 là rất là ngon. Ai thì ở trên live này đó, ai có biết là tại sao mà cứ ký là cái tên gì mà có chữ ký là cái xe mì ấy, thì là tại sao không? Có giải nghĩa cho mình nghe coi, chứ mình thấy nó đã lâu lắm rồi mình không hiểu á. không mình cũng thấy nó để bản vậy, đây là chỗ tôi ăn ngày qua kia là hải ký bì da tôi ở Đấy nè, là cái gì ký nó rất ngon. nhưng mà tôi không biết chữ ký theo anh nói là tôi không biết, nhưng mà tôi biết là nó là vậy đó. Ừ, Nhưng bất cứ mà còn nhiều, còn Việt Nam mình còn nhiều món lắm anh ơi, khổ lắm. miền Nam mình nó vui anh, Vui miền Nam mình nó có người, nó có đúng người trong rồi, nhà, rồi mình đi bộ ra mình cũng cần phải đi đâu xa đâu, chiều nào tôi cũng đi bộ, bộ đi ra exercise, đi bộ, đi đi bộ có đổ mồ người. hôi xong về nhà cái rồi cái tắm rửa rồi ăn uống xong thì rượu nếp là quất xị vô ngủ đó, cái ngày Có nào đủ nếp cũng hả? vậy, Đã vậy. rồi, có rượu nếp luôn Đã được, vậy. có rượu nếp Đó. luôn, có rượu nếp Cái luôn rồi rượu nếp này uống tôi thấy là như thơm tôi á, tôi uống rượu nếp là tôi thích lắm. thơm rồi. Nếp anh à. Mà bên À, này kỳ á này nó nói kỳ này có đứa nào nói mình quên mẹ nó mất rồi, nó là gửi về bố về đi, con sẽ cho bố uống rượu nếp tẻ cái gì hương của ngoài Bắc phía Tây Bắc á, rồi cái gì mà hương hương nó có cái chữ hương hương á, nếp cái nếp Nếp hoa cái gì vàng, đó, cái gì nếp cái hoa vàng đó, cái rượu nghe đó vậy đó. mình không hiểu là cái ký Có rượu nếp. anh biết không, từ hồi tôi qua đến bên đây là tôi chỉ được ăn rượu nếp và chỉ được uống rượu nếp là từ cái bát cơm rượu á, ai lâu À, lâu của anh cơm rượu nếp á mà thì cái nó không phải, cái cơm rượu nếp đó thì nó bằng ngọt đó, rồi nó lên thì men nó vậy bằng đó biết cái rồi, nhưng mà thì nó không không còn cái rượu này rượu đế rượu cất ra đế rượu nhưng mà rượu rượu đế nếp đó rất đậm độ rất là cao, nghe nó 40 45 Ồ, độ vậy đó. hả? Nhưng mà nó là rượu nếp cái hoa vàng ở ngoài Bắc mới có, mà rượu nó quý lắm, nó hiếm lắm, không có ai bán Không biết đâu. là bây giờ hỏi anh em ở trên trên mạng coi là tại sao cái rượu nếp cái hoa vàng đó là cái rượu rất, thứ nhất là rất là ngon và thứ hai nó rất là quý. Tại vậy nè, có cái câu chuyện nó dính líu đến đến nếp cái hoa vàng là ông hồi đó trước năm 1972 á,
là hay, năm 1972, 73 rồi đó, thì ông Kissinger ông mới đến Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ, lúc đó tận hai, ông Lê Đức Thọ còn sống, thì ăn uống rượu chè cái gì đó rồi, ông Lê Đức Thọ, ông bảo là ok bây giờ tôi biếu ông một chai rượu nếp cãi hoa vàng. Đó đấy. Đấy là Quý lắm Kissinger người là ta mới cho đấy. thì Thật. tôi còn nhớ rõ là ông cứ nói là cái điểm điểm rất đặc biệt là cái rượu nếp cái hoa vàng ấy, thì ông Lê Đức Thọ ông mới tiết nút đó, tức là ông làm cái nút tiết nút bằng cái lá chuối khô đấy, là cái, tôi không nhìn cái chén rượu nhưng mà tôi nghe ông tả đó, là tôi nghe là ông tôi biết là cái chén rượu nó như vậy đó, tức là chén rượu nó ở trong chai thủy tinh mà nó nước rất là trong, mà ông cái nút đó là ông lấy cái lấy cái chuối lá chuối khô đó ông đặt nó lại rồi bị cái lại đưa cho Kissinger cầm lên máy bay sướng Tôi hỏi ông, tôi hỏi ông cái điều này, cái Singer làm mẹ gì mà biết lắm. uống, mà không biết làm gì, biết uống rượu nếp gái hoa vàng, nó uống toàn Hennessy không Thì bởi tôi bởi thế là ông vậy ổn ghê. Phải cho tôi danh uống có lý rồi phải không, được đó, nghe nó có người tiếng lắm á. Việt Nam mình nó có người à, mình ở trong nhà có người, mình bước ra khỏi cổng là có người Có rồi, người, có cái này cái nói kia chung là rồi cái xã hội Việt Nam mình đó, nó đầy ắp cái tiếng cười và nó đầy ắp tình cảm, nói nó có tiếng động nó đầy ắp được, tại vì đó ở xứ người không thể nào thay thế được cái điều đó cả, và mình mê được cái xã hội Việt Nam mình chỗ đó lắm. người Tôi không cần biết cả, nhưng mà khi tôi ra đường hoặc là có người cũng ơi ới gọi nhau một ly cà phê, tình cảm mà tình cảm xã hội rất rất là người người Việt Nam nó hay, cho cái tình cảm gắn bó của xã hội mình nó rất là hay anh, nó giống cái kiểu mà các ông bà ta thường thường nói là lá lành đùm đùm đó, mà nó có chỉ ở Việt Nam mà thôi. Anh mà đi ra nước ngoài anh bứt gốc nó đi là coi làm những cái thổ địa đó nó mất tiền, nó mất giống hay sao, nó đồ quá cái chữ à, nó chỉ có Việt Nam. Anh thấy rằng ở Việt Nam nó có cái gia đình mà nó khổ, mà những cái vụ YouTuber mà nó tới mình nó khám phá, ví dụ con nhỏ này nó không có nhà, nó ở trên mảnh đất đại khái vậy, nó tự động mạnh thường quân ở đâu trút tiền quá trời thôi, đại khái vậy. Nó có nhiều vấn đề, em coi tôi coi trên cái YouTuber đó, nó rất coi là giúp đỡ những cảnh nghèo á, trời ơi. Nhưng mà ở Mỹ coi hoặc là như ở chỗ khác coi khổ, người Việt mà tha hương là không bao giờ có cái chuyện đó. Anh biết, Đó vậy. tôi nghĩ là người là thế này, tại vì đại khái là cái chính phủ của cái mạng xã hội bên này đó, cái chương trình những cái chương trình xã hội bên này đó, tức là chính phủ bên này đó, họ lo nhiều quá, thực ra người ta biết trong cái thân bụng mình đó, nói là cái chính phủ ở đây đó, mà nó họ nó lo nhiều quá rồi đó, thì cái sự mà tại vì cái xã hội này họ tổ chức rất là họ tổ chức rất là chặt chẽ. Họ bảo nhưng mà cũng tại vậy đó, thành thử ra là tại vì mình ở đây là mình người là người nhập cư, thành thử nhập cư mà anh, nó Đúng đâu có nhiều rồi, người, tôi nói rồi, nó không phải là nó cái không có quê nhiều hương. người, nó như nhóm nhập cư của Việt Nam thì nó tụ lại cái nhóm Việt Nam, nhóm nhập cư tàu thì nó tụ lại cái nhóm Đủ cư loại mà, tàu, cái nhóm của công đủ nghệ, đủ đủ nó thứ. chia ra công nghệ, nó rồi rồi đấy cái gì mà chung chung đánh nhau chung chung chẳng hạn như cái Thanksgiving thì có chính phủ mãi xa 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 xôi tổ chức, thành thử ra là cái mạng xã cái sinh hoạt xã hội nó cũng vậy chứ nó đơn lẻ lắm anh, đừng nói chỉ thôi mấy người khác đi, Nam nè, tôi nói tôi nè đấy, nên là một năm là chỉ được mấy cái ngày lễ này thì nhà tôi cũng có người thôi đó, con nhà đâu có ai đâu, hai ông già bà già đi ra thì cũng một mình, đi ra khỏi cửa cũng một mình, lên xe cũng mình, chẳng có nào nói cả ngày, chẳng có nào Khổ, không không có người, cái nó mẹ nó có, bởi quá vì không có người. tôi nói anh khổ đến mức độ vậy nè, đây coi tôi cho nó khổ như là cái ăn, là tôi biết tôi là con người ham ăn mà, cho nên ra cái ăn tôi phải cho anh coi cái này vui lắm nào. Đồ đạc ngày hôm qua đem về vẫn còn nguyên thế này. Anh biết trước trước khi đi Mỹ tôi đi xuống chỗ 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 Costco, tôi đi mua hai miếng sườn, cái Anh để đây hả? sườn tôi để trước khi tôi đi Mỹ, sau 9 tháng nó vẫn còn nằm ở trong cái tủ lạnh đâu. Đồ quá nó tức cười, tôi về tôi dở ra tôi nói chết mẹ, tôi gãy đầu tôi nói rồi sao, đồ quá anh dễ đi coi, là thấy suốt đời mình là vậy đó, khổ rồi.
Mình đôi lúc mình ngồi đúng đôi lúc mình ngồi mình bật cười, đôi lúc mình ngồi mình bật cười. Ồ mới vậy hèn gì mà mình về Việt Nam là không sướng chứ được, khổ vậy thấy không, rõ ràng không? Thôi bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ ông lấy ông có hai cái miếng sườn đó, bây giờ ông lấy thằng cái ông để đó, để từ sáng đến chiều đến tối sáng mai cho nó đã đông rồi không, cái ông làm ông làm cái món gì ông ăn cho nó, ông làm ông để từ từ, cái đó là ông phải để từ từ, ông tách thời gian của ông, cái ông làm cái món gì thiệt là ngon ông làm cố gắng là ông ăn, làm một phần cho ông ăn được coi, rồi ông nối lại tình xưa, tức là ông nối lại cái cuộc sống của ông trên đất Mỹ thì có nó làm sao không. Tôi thấy là dở dang rồi, thấy nó Không, 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 nó bây giờ bằng lòng rồi, có nghĩa là gì? Giống như sự chỉ vậy đó, nó đứt rồi, bây giờ anh rút lại, nó có cái rút, anh hiểu không? nó có gốc Nếu thì bây nó giờ gốc thì nó mình phải nối rút lại chứ. rút rút phải nói lại thôi chứ biết sao giờ, rồi Thì khổ bây vậy đó, giờ anh biết là đó. anh mà muốn tìm lại cuộc sống mà tương đối an bình ở xứ Minneapolis của anh ấy, thì giờ tôi đề nghị anh á bỏ cái miếng thịt ra rã đông để 24 tiếng đồng hồ không, để vậy đi từ từ nhỉ, rỉ rả ngẫm nghĩ Không, cho cuộc cái đời của microwave mình. nó có cái chế độ rã đông mà anh. Không, không phải là microwave, đừng có bỏ, tại vì anh Rồi. tôi muốn anh để ngoài đó, tại anh nhìn Để nó cho anh rỉ kim rả, dừng kim nghiệm. đúng rồi anh rỉ Mà rả cái cuộc nó đời của khổ, anh. tôi nhìn đó mà tôi nhìn thấy con gà luộc ở Việt Nam thì sao trời. Chưa, bởi vậy tôi để cho Ăn tôi anh để tôi gà nói đã luộc. anh cứ để cho nó rỉ rả, để cho nó rỉ rả 24 tiếng À. ngồi nghĩ về cuộc đời của bây giờ mình ăn cái này Được. rồi mình nói lại Được. nói lại cuộc sống của mình ở đây nè, rồi ông đáng làm Được sao rồi. ông làm. Ok Rồi. Chắc là cuối tháng 4 phải lọt lọt phải về quá nơi rồi, nhớ Việt Nam quá, chịu không nổi rồi, chịu anh không nổi rồi. nó nói chuyện về Việt Nam, ở Việt Nam ra đó, của Việt Nam nó kỳ lắm nha, Việt Nam anh bước ra là bước không nổi đâu, tôi thấy một mình tôi nhớ hoài Tôi nói nghe, có hai đứa nhỏ cháu gái, cái ngày đó là tôi đi qua CP trường thì nó lấy xe đưa tôi đi, thì xe hơi ừ. mà, thì tôi nhờ chụp hình luôn, nhưng mà cũng Có hên thấy đó là ấy, nó có thấy rồi, chứ còn không là có mà bạn bè mà quấn quýt mà đi thưa chắc là tôi đi không nổi quá, cái chân đây tôi nó nè, quýu lại đi không được, đây thành đúng ra rồi tôi không muốn ai đi đưa hết trơn á, đúng khổ rồi. vậy. Việt Nam mình về đó, cái lần đầu tiên mà mình về mình nói này, cái mình bước ra cái mình biết ạ, mình biết nó rất là kỳ cục, không nó là mình đi là cái chân mình nó cứ bấp bấp bấp, nó ngã dính 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 Đúng lại không gì, nó cột lại đó. Mà tôi nhớ là bất cứ bao giờ cũng vậy, hồi đó mình còn đi, tôi còn đi làm đấy, thì mỗi lần mà tôi đi về Việt Nam rồi tôi trở lại đây đó, tức là tôi cả ngày tôi chỉ đi lang thang ở trên cái phố này, tôi đi bộ ở cái phố của tôi kiếm cái tiệm này tôi đi vào, tôi kiếm cái tiệm kia tôi đi đi vào, tôi ăn cái món này cái món kia, mà tôi là người không ít có ra ngoài, mà bạn bè phường hàng xóm mày, thành thử ra là mình biết là từ lâu lắm rồi chứ không phải biết từ thiệt là lâu rồi đó, tức là mình về Việt Nam rồi đó, mà khi đi ra nó có gì như cột lại, mà cái đó không phải của riêng tôi không, mà tôi thấy là của rất là Rất là nhiều nhiều người, người rất là nhiều người đó, thành thử đó, là những ra người có một cái tâm hồn về mình, nói chỉ yêu nước thì nó quá đáng, nhưng mà người là người ta biết là về đất nước mà ruột thịt của họ thì con người đó vậy, anh hiểu không? Tôi cũng vậy thôi, tôi ra đi tôi không nỡ mà, bởi vì tôi ngồi hôm qua tới về tôi ngồi tôi nhớ phở, tôi nhớ hủ tiếu, rồi tôi nhớ bún bò, rồi tôi nhớ đủ thứ, tôi nhớ rượu đế, rồi tôi nhớ đủ thứ trên trời rồi. Nó bước chân không nổi rồi, mà cái gì đối với tôi nó cũng ngon anh. Rồi khổ vậy đó. Thì cái lai này suốt đêm tôi qua cái gì đâu có ngủ đâu, tôi giờ người ta đi hết rồi tôi chắc là không ngủ, tôi phải ráng là không ngủ lại với người ta, biết chi không, để chi để mình từ từ nó hòa nhập sớm hơi sớm hơn. Đấy. Anh không ngủ thì chừng nào khi ta ngủ là anh bắt đầu Yes. ngủ, thì có thể là ta ngủ 8 giờ bắt đầu tôi ngủ mẹ 5 giờ rồi, chứ bắt đầu mình cải thiện từ cho nó lẹ Đấy. đi, chứ còn nếu mà để cho từ từ ấy nha, lâu lắm, ngay nó 2-3 tuần lận. Thì bởi vậy tôi mới nói anh là anh để cái miếng thịt bò của anh ra ngoài đó cho nó đã đông á, rồi anh rỉ rả anh nhìn nó cho nó đã đông, anh rỉ rả rồi là mình ăn cái này vô đó, Ơi. mình nhập vô cái đồng hồ của nước Mỹ, Đúng rồi. rỉ rả để anh. Mình với Việt Nam bây giờ, Việt Nam bây giờ anh, đến sofa là đến hết năm nay là mình ok đây, rất là ngon. Cuộc sống của mình đến bây giờ vẫn còn hòa bình, không có gì quá cực khổ. Quá hay anh, quá hay. Đấy anh ở Việt Nam rồi đó,
bao nhiêu đó lâu rồi đã Thấy thực anh sự. đấy, rồi anh về đây đó, rồi anh rồi từ từ 1 2 ngày rồi anh sẽ nhìn thấy chuyện này chuyện kia, anh nghe thấy chuyện này chuyện kia ở trên Mỹ này. Mỹ này buồn cười lắm anh, Mỹ này anh phải mở tivi ra anh coi, anh phải mở tivi cái đài Loco đó anh, rồi anh mình chỉ cần coi hình thôi là mình hiểu, mình không cần nghe. Bây giờ tôi mở tivi ra tôi ngồi nghe nó, tùy coi hình thôi, coi hình là tôi biết nó chuyện quỷ rồi đấy, Chẳng mở ra anh coi có hình chuyện gì ra chuyện gì cả, toàn là lao xạo. thì không. Anh mở tivi Mỹ ra đó, anh coi hình, anh coi hình, anh đứng nghe anh coi hình này, anh sẽ đoán nó cũng Bây giờ mỗi cái đài nói buồn rơi mà từ tôi chẳng có tin ai nào. thì không có tin nhưng mà mình coi mình biết vậy đó. Rồi ok anh, mà mỗi lần tôi mở phim ra toàn có phim bộ không. Ông phải coi tivi đi, ông phải có tin tức, Rồi ông phải có tin tức thì ông mới nhập, mới nhập vô cái hồn của nó được, cái hồn của người ta được. rồi chắc chắn là vậy rồi. Thì anh tâm trạng 2 3 tháng trước bạn đi về Việt Nam, về Mỹ rồi thì cũng giống như tôi thôi, nó nhớ quay quá. Anh nhớ tôi sáng sáng ở Việt Nam thì anh nói ủa bữa nay ăn cái gì sáng sáng, còn ở bên Mỹ cái khái niệm ăn cái gì không có, tại vì sao ở nhà có gì ăn cái đó. Bởi vậy đó, cái điều mà khác tôi mà thiệt á, mà đến mình đến cái kỳ đâu một đến cái kỳ vừa rồi tôi mới nhìn thấy đâu là một cái sự khác biệt rất là Khác biệt căn căn bản bản. đúng Bây rồi. giờ anh cho tôi danh nè, sáng dậy thì phải ngủ à, đánh răng rửa mặt xong bây giờ phải kiếm cái gì ăn như này, thích hay không thích, muốn hay không muốn thì buổi sáng thì phải ăn sáng Cũng, chứ. nó cũng vậy thôi à. Cái chuyện đó không phải là mình thích hay không thích, mình phải ăn. Bây giờ tôi hỏi ông sáng sáng làm ăn gì? Anh đây không có sự lựa chọn. Nhưng Việt Nam có lựa chọn nha. Đó là khác, khác biệt gì đó vậy thôi. Buổi sáng Việt Nam ăn tôi ăn vui lắm anh, ăn mình tôi thấy là chẳng hạn như bây giờ là chẳng hạn như những người lớn tuổi như mình đang buổi, tức là cái thức ăn của mình á, mình phải thay đổi, mình phải ăn nhiều thứ vào, mình ăn xôi, nắm xôi, nắm đậu, Đúng rồi, bắt chè, bắt đủ, phở, mình ăn đủ thứ nhiều trên thứ đời. vô đặng nó điều hòa cái con người lại. Mình không phải như ngày xưa, mình như hồi trẻ đó mình ăn ngày nào cũng chỉ cơm với lại này anh kia thôi, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi đây, mỗi thứ nó thiếu một tí. Là đấy đấy là cái kiểu ăn của thằng cha Nhật Bản đây, mà tôi nói nghe là tôi thấy thì nó nói mình nghe mình hiểu như vậy đó, nhưng mà tôi nhìn thức ăn của mình, của nhà tôi, của tôi mỗi buổi sáng ở đây đó là, tức là buổi sáng mẹ nào cũng phải có ly cà phê chỉ vậy thôi, không có gì anh, nhà mình đâu có gì đâu ăn, đồ khô không à. Đổi lại thằng quỷ quỷ hải nè, ngày nào nó cũng tới nó rủ tôi ăn phở, bắt đầu nó dễ nghĩa cái tô phở nè. Bố ơi bố, bố ơi bố bố ăn cái này là bố ăn thuốc, bởi vì thường thường nó kêu là rau sống là vitamin A nè, thịt bò rồi chất đạm nè ha, rồi rau này rau kia là thuốc mang là có bồi bổ vitamin vô. Nó ngồi nó kể mình còn hai cha con ngồi cười chết luôn. Nó kêu là cái gì bọ ăn rau dấp cá rồi ăn húng rồi đủ thứ gì thì bỏ cái vị thuốc, nó bỏ cái gì nó ngồi dễ nghĩa cho nghe buồn cười lắm. Đúng rồi. Rất là thương thương mấy tụi nhỏ, mấy đứa nhỏ là rất là thương mình. Thế thì mình đi về mình cũng nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ buổi sáng nó rủ nhau kéo cái bầy cái lũ đi uống cà phê các cái rất là dễ thương. Và hầu như cái cảm giác ở đó mình mà nó chỉ xảy ra ở tại Việt Nam thôi. Là anh về Mỹ rồi không bao giờ có mấy cái chuyện đó cả. Anh là về Mỹ, tôi rủ anh đi cũng thấy mệt, chứ đừng nói chuyện mấy đứa nhỏ. Xin lỗi Thế anh nha, đúng vậy. tụi nhỏ nó có cái việc của tôi, nói cái việc gì mà nó phải Đúng ăn cơm rồi, mình. khổ. Nói gì mà tôi nói ở bên đó, mà có một người thế mà rủ mà anh mình đi được đi ăn với người ta là sung sướng lắm rồi. Tôi là ở đây là thiệt, là bây giờ tôi ăn uống cái gì là chỉ có hai đấy, chỉ ở nhà thôi, chứ còn ra ngoài đường tôi không, chẳng bao giờ là ăn chung ăn đụng với bạn bè gì Có cả. vậy Không ừ có. buồn Tôi đây là tôi làm việc ở thành phố này nó từ năm 1981 nha, mà tôi làm việc là không phải trong công trong xưởng, tôi làm việc trong đường phố, tất cả mọi người mình đến bây giờ 71 tuổi kiếm được thằng mà nó ngồi ăn bắt phở hay là nó dễ dàng rồi nói chuyện với nhau thì khó, không có chứ đúng không rồi, phải khó nữa. không có thì ở được khỏi Mà tôi muốn ăn cơm với bạn tôi là phải đi thật là xa đó, nó đúng ngồi được rồi. nấu cơm cho mà ăn nói chuyện với nhau đi xa lắm anh, nó ngại lắm anh. Thành thử ra cái tôi nghĩ là tại 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 vì vậy, tại vì cái khung cảnh không gian nó như vậy đây, với lại phần tại con người mình đó.
mình người mình thích bắn không biết phải không mà tôi thấy là phần đông vậy đó. Thế con người mình nó rất là đơn lẻ nha, tôi nhìn thấy cái đời của mình rồi đó. Mà bởi vậy tôi có câu chuyện là tôi có nói đi nói lại nó hồi đó tôi đi làm hồi còn đi làm đó, lần đầu tiên nó hỏi thằng Mỹ ba mấy tuổi hai mấy tuổi Mỹ trắng hỏi lý lịch của nó ở tù xong ra cái nó ra văn phòng mình nó làm lý lịch, cái mà hỏi chứ bố tên gì mẹ tên gì điện thoại làm sao, lần cuối nói chuyện nào nó nói không không có nói chuyện, hỏi anh em sao anh tên gì ở đâu, hồi cuối cùng gọi điện thoại anh nói hồi nào nó không có nói chuyện. Cái người Mỹ lúc đó tôi mới nói là cái người tôi mới biết là người Mỹ rất là cô đơn, mà tôi chỉ nghĩ là cái thằng Mỹ là Mỹ trắng nó cô đơn thôi, nhưng mà bây giờ đến cái đời của tôi á, là tôi biết là mấy thằng trẻ con Việt Nam mình nó cũng còn cô đơn hơn như vậy, Cũng cô đơn nó luôn, không có đúng ai rồi, cả, nó theo hệ thống, nó theo hệ không thống có rồi, thằng nào nó có cứ cái gì bởi vì cả. có thể rõ ràng vậy. Cuộc sống của tụi nó này coi vậy rất là đơn lẻ như này, đơn lẻ Đại vậy mà cái lối thể hiện của nó, cái lối thể hiện của nó cũng là cái lối của Mỹ. Để tôi bảo tôi là tôi cho anh biết cái điều này, cái là vui lắm. Cái lối thể hiện sự yêu thương của cha mẹ nó đối với cha mẹ của người Việt Nam mình, nó khác với cái lối đối xử của con nít bên Mỹ mà đối xử. Ngày hôm qua thằng con trai tôi thấy tôi về, nó không gặp tôi mà nó gửi quà cho mấy chị, nó đưa tôi, anh biết cái gì không? không Rồi, cái đồng hồ nó đây gì nè, cho anh coi. Cái lối thể hiện của con nít Mỹ nó buồn cười lắm. Người lớn Mỹ, đây là nó mới mua hôm qua một cái đồng hồ Seiko ok về cho ba, để mà ba vui. Mà anh thấy yeah rằng người Việt Nam thì không ai nghĩ vậy, I know người Việt Nam thì không ai nghĩ vậy, nhưng mà nó làm vậy mà nó không thấy mặt nó. Đây đồng hồ, đây mua nguyên hộp luôn đấy, đây đồng hồ Seiko tự quà Giáng động sinh chứ không nó biết nhá. tôi chắc vậy tôi không biết nữa. Nhưng mà có gì vậy anh à, cái người Việt Nam mình nó không có thể hiện vậy. Người Việt Nam mình là chỉ có bánh quà bánh rồi chỉ yêu cầu gặp mặt. Ở Việt Nam mình đó, thí dụ như vậy, nó không phải giống như kiểu hôm nay là ngày sinh nhật của bố mẹ con không gửi, con có ở xa con cái tiệc liệng như mấy bó hoa là con mua cái gì đó con cho vậy là được, không phải. Người Việt Nam không phải vậy, anh thấy rồi nè. Cái người Việt Nam còn cái văn hóa của Mỹ nó làm nó thành ra máy móc, tình cảm nó cũng máy móc theo luôn. Ý nó muốn nói là biển gì sao có biển có quà được đâu, đại khái vậy. Nó không có coi trọng ngưỡng về tình cảm, cho nên vì đó nhiều cái thấy thành ra sau này tụi nó lớn lên tụi nó cũng sẽ cô đơn giống như mình đang ở tại nước Mỹ mà bây giờ nó bị vậy. Tụi nó cô đơn lắm anh, Đúng người Mỹ họ cô rồi, đơn họ Mỹ là tự động họ làm cho họ cô đơn bởi vì rồi cái anh, cơ chế của cái xã hội đó là như vậy đúng 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 đó, thành ra vì đó tôi ấn rồi nó thành máy móc và con người nó cũng thành máy móc luôn, và thậm chí cái tình nghĩa vợ chồng nó cũng máy móc luôn đó, nó khổ vậy đó. Hai vợ chồng vào nhà hàng ăn, thằng đưa hai cái thẻ, mày trả tao, mày trả phần mày, tao trả phần tao, chết mẹ rồi đúng. Còn gì đâu nữa nói. Ok anh có vẻ mệt rồi đó, thì thôi cái không này thì tay này là mình đi live đã, mình xin cảm ơn tất cả mọi người thương yêu mình với từ xưa tới giờ và thăm hỏi có những câu hỏi mà mình cảm thấy là mình rất là đứt lòng, là mình cảm thấy mình tội. Mình đi đâu cũng được cái sự chào mến từ ngoài Bắc cho đến trong Nam, từ tỉnh này tỉnh tỉnh kia ai cũng biết mình và họ cầu chúc mình sự bình an. Thì hôm nay mình làm cái live này là mình được về Mỹ bình an, và xin cảm ơn tất cả mọi người. Sẵn đây có anh Phượng thì đồng niên với tôi, hai đứa cùng một tuổi, và ông tôi nghĩ ông này giống y chang như tôi vậy đó, cũng y chang, sắp cha này sắp sửa về về Việt Nam nè. Trốn đi, tôi trốn đi một mình, tôi nói tôi hứa tôi gặp anh đâu là cột hai cái giò dính vào nhau luôn, rượu quá. Thì thôi thì đâu vậy đó. Thế thì một lời cuối của cái live này thì cảm ơn tất cả mọi người từ xưa tới giờ thương yêu, và cũng một lần nữa là cảm ơn gia đình của mình, gia đình của mình là gia đình Đồng Nai, gia đình bà ngoại, gia đình Khánh đó. Trời ơi anh ơi, sống á, mà để người ta đi người ta nhớ người ta thương thì Đúng rồi, khó, khó đúng rồi, chứ còn chuyện mà đi chúng ghét chúng chúng thì ghét quá là mừng dễ. mình đi cái nó cũng gà nó cũng Thiệt ok
đó, còn đi ta này ta kia rồi khi có đứa khóc lóc ta này kia, thôi đi sớm về bố ơi này kia các cái mà thấy mình thương gì đâu á. Thì lần cuối cùng thì mình cũng cảm ơn gia đình chú Trinh nè, dì Hằng nè, rồi chú Tuấn nè, chú Phương nè, cô Kiều nè, bà ngoại nè, nói chung cả một cái family bên kia, gia đình này anh em rất là thương họ, bởi bởi họ mình biết rằng là mình không là cái gì cả, nhưng mà họ coi một là mình là một thành viên trong gia đình, là mình thấy quý rồi, cái điều đó mình không thể nào mình chối bỏ được. Rồi chào Phan Thanh, cảm ơn Phan Thanh Hải nè, Hạo Nam nè, nói chung là tất cả những người quen biết trên không gian mạng mà mình từ xưa giờ là coi như là hỏi thăm mình đó, thì đều cảm ơn hết. Ok anh. Mình cũng nói thêm một câu trước khi chia tay với anh là chúc mừng anh, đầu tiên là anh, sau đó là tôi. Mình là những người Việt Nam rất là may mắn, mình về Việt Nam anh, mình còn nhận được những cái tình thương chân Đúng thành. rồi, chân thành. Còn tôi biết, và còn tôi biết chứ anh có phải chưa, tôi nghĩ là mình nhận được cái tình thương chân thành là tại vì cái lòng của mình nó chân thành. Chắc chắn là vậy rồi. Thành thử ra khi mà cái lòng mình nó chân thành như vậy thì cái sự cái tình cảm của những người xung quanh mình đưa lại mình nó cũng chân thành như vậy. Người ta mà người ta coi vậy chứ rất là nhạy cảm. Còn 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 mà khi mà thành thử ra bây giờ đó, mình như tôi với anh là những người Việt Nam rất là may mắn anh. Mình may mắn hơn rất là nhiều người. Mình về Việt Nam mình có những cái tình thương rất là đặc biệt mà ở trên đất Mỹ này chúng mình không bao giờ có thể có được. Chính Chúng xác hả? mình mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã gặp, và từ anh Cầm, những người bạn trẻ rất là dễ thương. Cảm ơn các anh thợ hớt tóc ở bên cạnh nhà anh, cắt Đúng tóc rồi. mình rất là đẹp, rất là thích. Rất là đẹp. Cảm ơn anh Hậu Nam, cảm ơn những người bạn cho mình ăn phở, ăn bát cơm. Tôi Nói chung. chào cô bán mì gõ trước cửa bên kia đường. Đúng rồi. Ok Chào cái anh. cô chủ, coi chào cô chủ bán gạo nữa. Ô, quên, xin lỗi. Chào bà cô chủ bán gạo. Ngày nào lâu lâu lúc nào đến cũng có cơm với lại cái gì? Cơm. Cơm với lại chả và cái gì? Mắm 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 gì anh? Mắm mắm rửa. Mắm mắm gì Mắm của rửa. Huế, mắm là mắm 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 gì đó. Mắm rất là ngon anh. Ăn Đây, thịt luộc với mắm rau sống. cảm ơn cô chủ vợ vừa gạo cho ăn cơm ngon. Rồi từ em tôi ở bển tôi ăn gạo toàn là ST25 không à. À bà về đây ăn gạo gì đâu không, ngồi nhai rụng răng luôn. Nhiều cái buồn cười, bây giờ tôi mới nói rồi, tôi ngồi tôi lên đó, lên 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 lên, lên trên máy bay cho ăn, mình trầm nghĩ bụng mẹ tôi mà cho ta ăn như chó ăn. Khổ vậy, tại vì mình đang ở một cái sự ăn uống quá sung sướng cho nên ra mình lên máy bay chán lắm rồi không có ăn được. Bây giờ tôi nói anh nghe này, bây giờ thế này tôi sẽ chụp cái bức hình của anh lại này, là vì thế này này, tôi nhớ là tôi biết là khi mà anh ở Việt Nam á, da thì anh hồng hào ra, tôi biết rồi, Rồi. nó bóng bẩy ra, mặt mũi đàng hoàng ra, vui vẻ Rồi. ra, thì đó tôi nhớ là như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như là khuôn mặt nó bây giờ này đấy là da dẻ còn rất là tốt, rất là nhưng mà tôi biết anh ạ, mẹ chỉ cần 4 tháng nữa thôi đó là tôi biết chắc chắn lắm một điều cho này, da anh nó sẽ đổi, mặt anh nó sẽ đổi, Đúng và rồi. mình biết chắc chắn lắm Lạnh điều đó, quá mà. tại Đúng rồi. vì mình đã nhìn thấy rồi đó. Đúng rồi, tôi Đúng bị mấy vài lần rồi. đấy, Cứ về Việt Nam mà tốt, qua đây thì xấu. là sao Đó là chưa kể, đó là da thôi, chưa kể về vấn đề khác không nhìn khớp thấy, khớp nữa, tại khớp những cái vấn đề khác không nhìn thấy. á. Ok anh. Tôi sợ kỳ này về chắc bị đau cái hai cái đầu gối này. Bị lạnh á. Đấy, đó là cái điều mà sợ nhất. Ok, thôi Ok cũng đã khá là dài. Tôi anh. cảm ơn anh nhiều nha. Nhớ mua Rồi. cái miếng thịt ra cho nó rã đông nhá. Mai ăn Rồi. chuyện tiếp. Rồi, ok anh. Rồi mai cái gì lên live tiếp nha. Ok. Rồi, rồi.